Tuyển chào khán giả, quý vị chúng ta cùng dành cho đội tuyển dành cho giải đấu một tràng vỗ tay thật lớn có được không ạ? Phần phía tay phải theo hướng khán đài chính, và như vậy là hồi còi khai mạc cho trận đấu của trọng tài Anh Quân cũng đã chính thức được cất lên. Tuyển đang có được những cầu thủ, những nhân sự được xem là chất lượng nhất. Đây là cơ hội dành cho chính ai có thể sút. Rất tiếc trong tình huống vừa rồi. Trong những tình huống tiếp theo của trận đấu, cầu thủ tuyển 99 một tình huống chơi không tốt, và đó là bàn thắng dành cho Văn Tùng. Trong một tình huống phối hợp đá biên, những lỗi lầm không đáng có đã đến từ đôi chân của các cầu thủ đội tuyển 99. Rất đáng tiếc, đó là một tình huống thực sự không đáng có, đặc biệt cho những trận thi đấu có tính chất quyết định. Trường cỏ đang quan sát một tình huống chạm bóng hay. Tuy nhiên các cầu thủ đến chỉ... Văn Tiến. Và như vậy là Quang Hy đã có một tình huống đệm bóng chính xác. Hai quả đá biên cùng một kịch bản. Người chuyền bóng đều là Văn Tiến, và cầu thủ mục tiêu nhận được đường chuyền vừa rồi đều là Quang Huy. Và với tình huống tiếp theo thứ hai này thì Quang Huy đã có một tình huống đệm bóng rất chính xác. Đội trời rất khó chịu của các cầu thủ tuyển 92. Đội chuyền bóng lúc này là Văn Tân. Văn Tân đã quan sát, đó là một cú tỉa bóng khá nguy hiểm của phát chiều cao khá tốt đến từ phía các cầu thủ tuyển 92 trong tình huống vừa rồi. Có lẽ Văn Tân muốn có một cú treo bóng. Tuy nhiên những tình huống đá phạt thì sẽ lại khác. Những tình huống phối hợp, và đó là một tình huống phối hợp tốt. Và như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên giữa hai đội tuyển 99 và đội tuyển 92 cũng đã chính thức kết thúc. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì các cầu thủ đội tuyển 92 đã có một... sẽ chủ động, tự tin. Và sẽ có những toàn tính. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những cố gắng đến từ tuyển 99 ngày hôm nay đây. Ít nhất là có thể mang lại một trận thi đấu kịch tính hơn, hấp dẫn hơn trong lượt thi đấu thứ hai này. Một tình huống đưa bóng vào phía bên trong khá khó chịu. Và Ngọc Quang trong tình huống vừa rồi đã những giây phút như này. Dương Bé cần phải thể hiện. Góc dành. Có lẽ đó là một tình huống hết bóng. Thích hợp. Còn đây là tình huống tấn công dành cho tuyển 92. Và bàn thắng đã đến. 3-0 dành cho các đội tuyển 92, và trong một tình huống đỡ bóng rất bài bản. Một tình huống thi đấu rất nhẹ nhàng thì Văn Tiến đã có bàn thắng. Các cầu thủ tuyển 99 xin có sự thay đổi người. Rời sân là Ngọc Quang và vào sân là chủ lực bên phía tuyển 99 Quang Duy. Người đồng đội đưa vào sân. Và đây là Quang Duy. Không thể đưa ra một cú sút nhanh hơn. Dương Bé ạ. Quang Duy. Đó là một cú sút rất đi lực đến từ vị trí. Văn Tân đang quan sát. Xin lỗi Văn Tân. Đó là một tình huống bắt bóng chưa thực sự tốt đến từ phía đang được hưởng một quả đá biên. Dương Bé. Dương Bé đang quan sát những người đồng đội. Văn Duy. Đó là một tình huống phối hợp tốt. Một cú ra chân rất nhanh, rất chất lượng đến từ vị trí của Dương Bé. Phối hợp với Văn Tiến. Văn Thọ. Vẫn là Văn Tiến. Cơ hội dành cho tuyển 92. Không thể đưa ra được một nhất tại bảng đấu của mình. Khi mà họ đã có được những lợi thế rất nhiều trong những trận thi đấu mang tính chất thủ tục của vòng bảng. Bóng trở lại với đôi chân các cầu thủ tuyển 92. Đây là Văn Tùng. Phối hợp dành cho Văn Tiến. Có lẽ tình huống quan trọng có một đường truyền dành cho Văn Thân. Và đây là Thanh Tùng. Trời rất kỹ thuật. Khá đáng tiếc trong nhịp xử lý thứ hai thì Thanh Tùng. Đây là Đạt Cỏ. Vẫn là những tình huống qua người quen thuộc của Đạt Cỏ. Cú sút lần này của Đạt Cỏ đã... Tuy nhiên đó là một cự ly rất xa. Khó để cho Đạt Cỏ có thể thực hiện được những cú sút. Vẫn chưa có khoảng trống để cho các cầu thủ tuyển 99 thực hiện cú sút trong tình huống vừa rồi.